Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 29 đến câu 33. Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ nhận ra dấu chỉ và đọc biết ý nghĩa của mọi biến cố trong cuộc sống để đừng đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mọi biến cố trong cuộc sống đều mang một ý nghĩa và đều là dịp để mỗi người chúng ta tỉnh thức và suy tư nghiêm túc về mục đích của cuộc đời. Thức tỉnh là thái độ và suy tư cần thiết cho việc điều chỉnh cuộc sống thế nào để cho con người có thể sống ơn gọi làm người của mình một cách hữu hiệu. Bởi vì khi đọc biết ý nghĩa và các dấu chỉ, con người hiểu được nguyên nhân tình trạng cuộc sống của mình và từ đó tìm ra phương thế sửa chữa, cải tiến tình trạng sống đó. Những biến cố lịch sử nhân loại cũng là dấu chỉ giúp cho con người hiểu biết ngày giờ của nước Chúa. Nhưng hơn là dấu chỉ, những biến cố cuộc sống là lời nói mời gọi cho mọi người tìm hiểu ý nghĩa của sứ điệp ẩn giấu trong đó. Nếu trên thế giới hiện nay có khoảng 40 triệu người chết đói mỗi năm, 500 triệu người phải sống thiếu thốn, 800 triệu người mù chữ dốt nát, 17 triệu trẻ em dưới 5 tuổi phải chết. Trong khi đó, chính quyền nhiều người đổ tiền bạc, dồn ngân quỹ cho việc buôn bán, chế tạo vũ khí giết người. Từ đó là dấu chỉ cho chúng ta thấy con người ngày nay đang đánh mất lý trí phán đoán đúng đắn và nghi chính của mình. Những tệ nạn của thế giới văn minh vật chất vô hồn và lầm lạc trên đây là lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi người hãy góp phần duyệt xét và sửa chữa những sai lầm cuộc sống cá nhân, gia đình, hạnh phúc, quốc gia cũng như quốc tế. Đó là lời mời gọi hoán cải, thay đổi tâm thức, tư tưởng và lối sống. Những dấu chỉ sẽ có giá trị nếu con người biết đọc ra ý nghĩa lời kêu mời của chúng và can đảm sống theo lời mời gọi đó cho đến cùng. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con luôn tỉnh thức và gắn bó với lời Chúa, dùng lời Chúa làm căn bản để canh tân đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.